nơi nâng sài hót nơi nâng dồn chất hót nâng chăm sài bật tập 7 đang định về phòng đây. Ngai vàng mặt trăng này đáng lẽ ra nên là của tôi lâu rồi. Tuyệt đối không có một ai trong hoàng gia này có thể lấy nó được hết, có biết không? Và người xứng đáng với Dương Miện mặt trăng thì đang đứng trước mặt của hoàng hậu rồi đây. Thi theo vô. Sutita là vị hoàng hậu đẹp đẽ nhất. Nếu hai dòng máu hòa vào nhau sẽ làm cho hoàng cung này thịnh vượng, sẽ làm cho hoàng cung này thịnh vượng. Ta nhất định không còn mặt mũi nào gặp những người hùng trên thiên đàng, bởi vì ta đã để cho loại côn trùng này lãnh đạo hoàng cung mặt trăng. Nếu vậy thì hãy nói lại với chồng của cô là ta sẽ bày tỏ sự tôn kính của ta bằng cách đưa cả gia đình ông ta đi đoàn tụ với âm phủ đó, cô biết không? Đi ở với âm phủ. Con người bỉ ổi, đối khắc quyền lực, hèn hạ như ông phải nhận được quả báo ngay tức khắc bây giờ đó. Nhưng sau này thì hoàng cung mặt trăng không thuộc về hoàng gia Chandrapha nữa đâu. Đi, Sutita. Cười vui mừng vì ta trở thành quốc vương. Khi hoàng cung Chandrapha
của hoàng gia này. Giả sử khởi đầu cho thập kỷ mới của hoàng gia Dara Chavi của ta. Ai là người được ở dưới vương miện mặt trăng thì người đó sẽ được sống yên vui mãi mãi. Công chúa, người muốn đi đâu vậy? Madasin, ta muốn gặp mẫu hậu. Khoan đã công chúa, bình thường ở đây luôn có cần việc canh giữ. Công chúa Sirira, bây giờ hoàng hậu cũng chết rồi, không thể nói gì được đâu. Ông Khoshanan, đồ quân phản bội, chính ông là người ám sát. Công chúa chạy nhanh đi. Cũng chạy đi đâu công chúa, ở đây không phải là hoàng cung của công chúa nữa.
ngươi nhất định biết ta chỉ súng vào ai. Bỏ súng xuống đi. Nếu không ngươi sẽ thấy công chúa sẽ chết. Nhanh lên, quăng súng qua đây. Đừng mà, đừng, thi thể vô. Quăng đi. Ta hỏi các ngươi đem công chúa nhốt ở đâu rồi? À, con người phản bội, các ngươi! Công chúa, công chúa, bọn chúng có làm gì xâm phạm đến người công chúa không vậy? Ta không sao đâu. Nhưng Mana xin và thi thay vô. Còn thay ra thép Jani. Bọn chúng không làm gì hoàng tử đâu, chỉ giam giữ thôi. Jani à, tìm cách đưa công chúa ra ngoài đi. Làm gì có cách nào nữa, bọn chúng bắt vô đây hết rồi. Vẫn chưa hết đâu. Thế nào chứ? Cứ cố gắng đi. Nè, đừng nhìn công chức như vậy nữa. Giúp ta suy nghĩ được công chúa ra ngoài đi, trước khi họ làm gì công chúa hơn như vậy nữa. Khi hoàng gia Chantarapha bị sụp đổ, lịch sử sẽ thay tên ông Kochara là người lãnh đạo và sẽ làm cho đất nước này phát triển thật là nhanh chóng. Và trước giờ cũng không có một ai có thể làm được điều này hết. Ma phang bot pleng cha khun khao เรื่องราวของคนคิดก่อการโค่นบัลลังก์โค่นทั้งรัฐบาลล่อสังหารแยบยลคนมีเลือดเนื้อและอ่อนไหวเปลี่ยนแปลเป็นไปตามเดือนปีความคิดอิสระเสรีมีความฝันกว้างไกล Viên đạn bắn ra ngoài nó không thấm tháp gì đâu. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn với nhau. Đi lấy cái mới đi. Muốn ta xấu hổ với công chúa Shichira nên mới đem cho ta bao nhiêu đó thôi phải không? Chính cha con là người sai, làm chuyện gì cũng không nói trước cả. Cho người chuẩn bị chỉ được nhiêu đó thôi.